Một ngày báo bà Tư ra quá viên cây đu đủ của bà vô chấm với lại mắm sống. Trời ơi, ta nói cái cảm giác đã quá Tư ơi. Quá ngọt, không có đắng miếng nữa. Ôi, cái này mắm cá chốt nha, ăn nguyên con luôn. Không biết bữa nay bà Tư có nhà không ta? Hồi sáng hình như là thấy đi chợ hả gì nè, đâu đi qua coi thử lại coi cho chắc ăn coi. Hả? Ta nói mới sáng hừng đông mưa rồi không có đi chợ được nữa, cũng buồn miệng quá, qua Tư kiếm coi có gì ăn không. Ê, hình như có hai cây đu đủ này cũng được quá nè. Không biết sao tự nhiên cái tay nó ngứa, cái nó ngoắc ngoắc vậy đó, chứ không có ý đồ gì đâu nghe mọi người. Cây đu đủ này thì còn tốt quá, thôi để cho ra trái cho bà Tư ăn đi. Còn cây bên đây thấy nó cũng còi còi rồi nè, thấy là cũng mọc ở đây lâu rồi đó mà không có lớn nổi, bên đây chắc quá kiếp cho nó luôn quá. Hả? Nope. Công nhận thằng này nó diễn sâu thiệt mọi người ơi, em xin rồi đó nghe, mà kêu nó diễn cái nó làm gì đó. Cái cây đu đủ này không biết làm sao nghe mà nó lớn không có nổi luôn á mọi người. Bởi vậy bà Tư mới cho hái ăn nè. Cái đọt đu đủ thì em sẽ gọt sạch cái vỏ ngoài, ở đây thì có thêm xoài non với cóc non nữa nè, để ở đó ngâm nước đá cho nó lạnh đi, chút xíu mình ăn cho nó giòn ha. Chạy qua nhà bà chị Tám dở cái lu mua miếng mắm sống về chấm với cái này là hết bài luôn. Cái mắm sống này mình muốn ngon là về mình phải nêm nếm mình pha lại nghe, chứ không thôi để vậy là nó mặn lắm. Mình sẽ cho thêm miếng đường, bột ngọt, tỏi, ớt và lại nước cốt chanh, đơn giản lắm mọi người. Trộn cho nó đều lên là mình ăn được rồi đó. Ai ở miền Tây thì chắc quá là quen thuộc rồi ha. Mà cái mắm sống này á, ai mà đã ăn quen rồi thì thấy nó rất là thơm luôn. Còn ai mà không ăn được rồi thì sẽ thấy cái mùi của nó rất là hôi mà hơi khó chịu nữa. Còn ai mà thích ăn mắm sống mà lại sợ hôi miệng đó thì cũng đừng có lo nghe, có Happy Bar lo cho mọi người rồi nè. Đây là chai xịt thơm miệng của nhà Happy Bar, giúp khử mùi miệng kịp thời, không đường, không cồn, đáp ứng được các yêu cầu giải pháp về răng miệng. Có chứa men vi sinh, lệ khuẩn lactic, có công dụng diệt khuẩn rất là tốt. Hương đầu là vị đào mọng nước, hương cuối là bạc hà mát lạnh. Hiện tại là đang được TikTok shop trợ giá rất là nhiều nên mọi người nhanh tay đặt hàng để có nhiều ưu đãi nha. Cóc non, xoài non, bonus thêm cái đọt đu đủ nữa chấm với mắm sống là đúng cái bài. Rồi thì không có lòng vòng nữa, mời mọi người ăn với hai em nha. Khoái nhất là cái đọt đu đủ này nè, ăn nó không có đắng gì trơn mà còn ngọt nữa, công nhận lạ ta. Quá ngọt, không có đắng miếng nữa. Mâm đồ chua thì cứ để em mọi người ơi, thằng Tú chỉ việc làm chén mắm rồi ngồi đó quay nhìn thôi. Vuốt nước miếng lên kẹo nội, chảy từ lưa hết trơn rồi kìa. Đây rồi, cái này là món ruột của em nè mọi người ơi. Đây con mắm nè, xúi lên. Ôi ôi, cái này mắm cá chốt nha, ăn nguyên con luôn. Rồi bây giờ tới cóc non nha, cái còn gì đâu quầy. Quá ngon, nhất đó. Rồi vô ăn cái mới được. Trời ơi, thịt heo ăn gì mà quậy mà nuốt cũng miếng thiệt luôn mọi người. Cái chén mắm ơn cậu làm ngon quá cậu ơi. Ngon ngon. Ai ăn đọt đu đủ rồi, chậu đủ ngon. Cái này xoài chẳng hái của tôi luôn á. Đậu này không có đắng nha. Không đắng không? Không, nhập khấu à. Ngon không? Mắm không? Chấm vừa ăn luôn á. Bỏ con mắm lên gì nè mọi người. Cay quá ta. Nãy bà mớt hơi nhiều. Cái khả mới ngon. Mắm làm vừa ăn mọi người, mình trộn lên nó mới vừa ăn nha, chứ để nguyên vậy nó mặn lắm á. Người thấy không, hai em ăn lặn con gì không? Con cái á. Đây, nguyên con nấm nè. Ốc ngon.